Vâng, Hoàng Gia Audio xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Gia Audio trong một cái video tối của ngày 13 tháng 1 năm 2021. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm ủng hộ đến kênh của Hoàng Gia Audio ạ. Và trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia Audio sẽ test cho các bác một cái combo nghe nhạc chuyên nhạc bolero và nghe những cái diện tích phòng từ khoảng 10-15 mét vuông trở xuống các bác nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia Audio đang ghép đó là một đôi loa Buxel của Infinity Mỹ. Bass của nó chỉ khoảng 16 các bác nhé. Bass 16 đó, chiều cao của loa đâu đó thì khoảng 40cm. Và trong bộ ghép này thì Hoàng Gia Audio đang phối ghép với một cái bộ rè bao và một cái thớt cassette hay là tab của hãng NOD hay còn gọi là Hitachi các bác nhé. Và em cũng giới thiệu qua một chút cái bộ NOD này là một cái model của nó là HMA 4500, và cái rè của nó cũng là 4500 các bác nhé. Thì thông thường các bác để ý rằng là trong tất cả các bộ pao của NOD thì HMA 4500 được duy nhất là sử dụng sò mút phét. Đây là một cái dòng sò rất là quý và hiếm và chất âm của nó vô cùng tuyệt vời. Và dòng này thì mệnh danh là đánh được rất nhiều các dòng loa châu Âu, đặc biệt là những dòng loa Mỹ rất hay, JBL các kiểu này sẽ đánh rất là hay. Và dòng 4500 này các bác ý là nó sẽ có một cái đây, power MOSFET này. Đấy. Riêng nó có một cái tem bằng nhôm, nó khắc chữ chìm và nó dán ở trên đây các bác nhá. Còn tất cả những model khác như 3007 thì sẽ không bao giờ nó có cái chữ dán ở đây. Và những cái dòng đấy thì dòng sò đánh thì chất âm thì không hay bằng dòng 4500 này. Thì các bác có thể tìm hiểu thông tin ở trên các kênh khác thì bác tìm hiểu. Đây cũng là một con rè cũng của 4500. Và cái thớt tab thì là D550MK2 đa mã. Đó, thế là cái thớt tab. Thì cái bộ này thì nó chạy rất là hoàn hảo. Thì em cũng xin phép giới thiệu cho các bác luôn một cái bộ, đây là bộ rè pao. Đây là rè và đây là pao và đây là cái thớt cassette. Đó, thớt này thì có thể ghi âm được và có hai cái đèn vu rất là đẹp. Đấy, đèn vu. Đấy. Ở đây cũng có hai cái đèn vu các bác nhé, hai đèn vu. Và đây là đôi loa mà Hoàng Gia đang phối ghép, nó là loa của Infinity. Gân là gân mút các nhá, gân mút. Gân này thì rất là bền, gân là gân zin hết. Teflon. Chiều cao của nó là khoảng 35cm thôi, chiều ngang khoảng 20, chiều sâu khoảng 18. Đó. Rất là nhỏ gọn thôi và e căng thì đầy đủ các bác nhá. Dòng loa Mỹ thì thông thường thì rất là khó phối ghép những âm ly các bác nhá. Nhưng mà gặp những cái dòng NOD như này thì gần như là nó sẽ rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó với người chơi cả. Đó, thì các bác nào đang có những dòng loa Mỹ thì nên tìm những dòng đó để phối ghép nhá. Đấy, thì đằng sau này nên em không thấy ghi công suất. Đấy, loa thì cũng tương đối đẹp, riêng một chút là bị góc này một tí thôi, còn lại là ok. Đấy. Đấy. Đây sang chiếc loa thứ hai. À, tất cả các thứ loa thì là ok hết cho bác nhé. Cam kết cho các bác là zin từ con ốc luôn. Đó. Chiếc này thì nó đẹp hơn một chút là góc cạnh nó còn khá là đẹp. Đó. Cái màu này thì các bác có thể về lau thêm dầu bóng nữa thì nó rất là bóng các bác nhá. Rất là bóng. Và cái bộ này của em cũng chưa kịp vệ sinh nên các bác để ý nó rất còn nhiều, rất là bụi, rất là nhiều bụi. Tại thì hôm nay hết cái quay để cũng nên quay cho các bác. Và còn rất nhiều các sản phẩm khác nữa sẽ quay dần cho các bác. Và đây là cái bộ này em sẽ xin phép test cho các bác luôn. Đấy, thì trên cái bộ này rè này thì cũng đầy đủ các tính năng thôi. Bass check now note này, các chế độ tuner phono đầy đủ. Đấy, thì bây giờ em sẽ xin phép test cho các bác chế độ AUX nghe CD nhá. Con này đánh cầu A, cầu B. Đấy. Không có A cũng B các bác nhá. A và A là chữ A là A và B là B thôi. Đấy, chất là rất hay các bác nhá. Bây giờ em sẽ test cái thớt tab nhá. Chuyển tuner này.
Đấy nhá, đây là thước tam này và các bác nhìn là băng đang chạy nhá. Đấy. Tam chạy này. Tua này. Đó. Em tội tình là cái thước tác nguyên bản của nó bác nhá, chạy rất là ngon, cơ kia còn rất là tốt. Ở đây sẽ chỉnh được đầu vào này. Đấy, ở đây có thể chỉnh được đầu ra này, rồi chỉnh được cái đầu vào để ghi âm này, những cái nút này nhá. Đèn vu này rất là đẹp này. Và đây bộ đếm counter này là bộ đếm này. Thì một cái bộ hôm nay thì Hoàng Gia giới thiệu cho các bác nó rất là bình dân thôi. Rất là bình dân các bạn nhé. Một cái đôi loa Buxell của Infinity này thì Hoàng Gia Audio bán với giá cho các bác rất hợp lý là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng là các bác đã sở hữu được loa, gọi là loa Mỹ rồi các bạn nhé, Mỹ xịn luôn. Và bộ repao và kèm thớt cái thớt táp này, thớt các xét đấy, thì Hoàng Gia Audio bán giá ở đây thì chủ yếu là nó giá trị nhất là cái bộ rè và pao thôi các bác nhé. Còn cái thớt này gần như để trang trí thôi, nó không có nhiều giá trị nhưng mà nó có tính chất trưng bày cũng rất là cao. Thì bộ này trong giá ngày hôm nay, duy nhất trong ngày hôm nay là Hoàng Gia bán cả bộ combo như này. Giá là 5.500.000 đồng các bác nhé. Giá 5.500.000 không bao ship và ship code toàn quốc. Đó, thì bộ này thì rất là đẹp. Bộ này là Hoàng Gia chưa kịp vệ sinh thôi, còn rất là đẹp các bác nhé. Thớt deck là 9W này. Đây rè pao này. Rè pao rè thì có 3W thôi. Nhưng pao của nó đây, pao của nó là 100W các bác nhé. Nên đánh được những dòng loa rất là lớn. Hitachi nhé, 4.500. Đó. Đây là các cầu đấu loa này, A và B. Ở đây đây là toàn bộ những cái mặt trước, mặt sau cũng như thông số thì Hoàng Gia đã sẽ gửi cho các bác chi tiết. Đó, cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm đến kênh của Hoàng Gia Audio. Và Hoàng Gia Audio cũng có rất là nhiều cái đĩa xuân, nhạc xuân. Thì các bác nào gần đến Tết thì các bác có thể nghe nhạc xuân, thì các bác có thể liên hệ Hoàng Gia Audio, có rất nhiều nhạc xuân nhé, để gửi cho các bác. Đó, rất là nhiều nhạc xuân, rất là hay. Đó, thì các bác có nhu cầu về nhạc xuân thì các bác liên hệ, hoặc là những cái nhạc của các ca sĩ khác thì cũng có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio. Thì Hoàng Gia Audio sẽ ship từ 10 cái trở lên. Giá thì 10 cái đồng giá 50.000 một cái, 500.000 cộng 35.000 tiền ship. Và Hoàng Gia Audio ship toàn quốc và rất nhiều các đĩa khác. Cảm ơn các bác nhé. Hoàng Gia chỉ bán đĩa CD nhá, nên là các bác nhiều bạn hỏi đĩa MP3 rồi đĩa hình, đĩa DVD thì Hoàng Gia sẽ không có và sẽ không bán. Chủ yếu là bán CD các bác nhé. Vì nghe nhạc thì chúng ta chỉ nên nghe CD thì nó sẽ chuẩn xác nhất. Đó, cảm ơn các bác và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video mới nhất của Hoàng Gia Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.